đội Aerobic đến từ Nhà Trắng. Tân Trang Hải Dương mời với những vòng huyền chuyển, xoay sang trái, xoay sang phải, lên phía trước, lại lên phía sau, để tạo cho tất cả các khu vực của chúng ta có một phép dáng gia đình đẹp đẽ và khỏe mạnh. Vâng, mặc dù các vũ công của chúng ta chỉ hoạt động thì có một sải cho thôi, nhưng tất cả quý vị chúng ta đang theo dõi và chứng kiến trực tiếp trên sân thì chắc hẳn rằng mỗi của các vũ công của chúng ta rất là xuất sắc, thì các cầu thủ trên sân vận động đang thi đấu một giải bóng đá xuất sắc nhất. Xây dựng khối đại đoàn kết để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh. Và rất mong muốn rằng tất cả các chị em của chúng ta hiện tại và đang chuẩn bị để tiếp tục tham gia vào cơ hội nhà báo binh của các cơ đội bộ, thì kênh Tân Tuổi tới ngày hôm nay các chị sẽ lập tức vào tham gia, đặc biệt là các chị em của đơn vị sao Hòa Phong Tân Yên của chúng ta cũng có một quân hình đẹp đẽ, duyên dáng, khỏe mạnh, thì chúng ta hãy đến với bộ môn aerobic thể thao.
khúc âm của chúng ta vẫn rất rất nhiều thời gian để tập.